Mình tên là Lâm Phúc Khang, hiện tại thì mình đang học ngành thạc sĩ công nghệ thông tin tại trường Đại học Griffith. Trước đó thì mình học ngành thú y tại Đại học Cần Thơ và mình có 3 năm kinh nghiệm làm trong ngành này, làm cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y và thức ăn gia súc Lâm Thanh Liên. Thì trong quá trình thời gian mình làm việc cho ngành thú y thì mình cảm thấy rằng là ngành công nghiệp ngành chăn nuôi đang phát triển theo hướng hiện đại hơn. Họ sử dụng những cái ứng dụng phần mềm để mà theo dõi quản lý hành vi và sức khỏe của vật nuôi. Chính vì thế mà mình quyết định học thêm một văn bằng thứ hai, đó là công nghệ thông tin, để có thêm kiến thức về ngành này. Thì thực sự thì lúc đầu mình cũng rất là lo lắng, liệu là có đúng khi quyết định như vậy. Và lúc lúc mà nói chuyện với gia đình thì cũng rất là hồi hộp, nhưng mà sau khi nói chuyện với gia đình thì sau khi gia đình nghe được cái lý do tại sao mình muốn đi ngành công nghệ thông tin thì họ cảm thấy vui mừng vì mình có những suy nghĩ như vậy và quyết định là sẽ ủng hộ mình trên con đường tiếp tục học vấn. Đầu tiên thì là do mình có hai người chị đang sống và làm việc ở Úc. Chính vì vậy mà mình nghĩ là khi mà mình đi du học ở Úc thì qua một cái đất nước xa lạ, thì khi mà mình có người quen bên đây thì cũng sẽ dễ dàng thích nghi hơn. Với lại Úc cũng là một đất nước nổi tiếng về việc du học. Cho nên mình quyết định đi du học ở Úc thay vì là đi Mỹ. Thực sự thì lúc đầu thì mình nhận được sự giúp đỡ từ một đại lý du học khác. Sau đó thì mọi chuyện không được suôn sẻ lắm. Lúc đó thì mình cũng rất là buồn và thất vọng, không biết mình có thể tiếp tục con đường học vấn hay không. Sau một thời gian thì anh nhận được sự giới thiệu từ một người quen giới thiệu về chị Trang bên QTS. Chính sau đó thì mình gọi điện thoại cho chị Trang và nói về tình hình tại sao chị từ chối ở bên đại lý khác, và tình hình kinh tế của gia đình và lý do tại sao mình muốn đi du học. Sau khi nghe được những lý do của mình thì chị Trang quyết định là sẽ giúp đỡ mình để tiếp tục con đường học vấn. Tất nhiên là trong suốt quá trình làm hồ sơ du học thì mình cũng gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là việc mình học trái ngành, thì lúc đó mình cũng rất là lo lắng và việc không biết mình có thể theo học ngành này hay không. Thì sau đó thì mình gọi điện cho chị Trang và chị Duyên nói về vấn đề việc học của mình, thì chị Trang cũng cổ vũ và động viên mình để tiếp tục con đường học vấn này. Chính vì vậy mà mình có thêm được động lực để mà tiếp tục và cố gắng trên con đường học vấn. Thêm vào đó thì trong suốt quá trình làm hồ sơ thì mình cũng gặp một số về bên bảo hiểm, mình không nhận được cái policy number. Đó thì mình và chị Duyên vô cùng lo lắng. Sau đó thì chị Duyên liên lạc liên tục giữa bên bảo hiểm và bên trường để giải quyết vấn đề này cho mình. Cuối cùng là thuận lợi, có được visa như hiện tại. Thì sau khi mình nhận được thông báo là mình nhận được học bổng 25% thì mình cực kỳ là vui mừng và cực kỳ ngạc nhiên vì mình không nghĩ là mình sẽ nhận được học bổng 25% này. Lúc đó thì mình chỉ nghĩ là mình được nhận được sự đồng ý của bên trường là đã là mừng lắm rồi, mà không ngờ là mình có thể nhận được học bổng 25% này. Sau đó thì mình gửi điện cho chị Trang thông báo về tin mừng này. Cái lúc khi đó thì chị Trang cũng không ngờ là mình có thể nhận được học bổng 25% này. Cho nên hai chị em cực kỳ vui mừng. Mình lúc đó thì mình thực sự là rất là biết ơn chị Trang và chị Duyên cũng như sự đồng hành của QTS đã giúp đỡ mình rất nhiều để có được học bổng này. Tất nhiên là
Việc hài lòng nhất là anh nhận được sự hỗ trợ từ chị Duyên và chị Trang hết mình. Hai người luôn đồng hành và hỗ trợ cho anh cả về mặt tâm lý cũng như thủ tục hồ sơ và giải quyết các vấn đề một cách nhanh gọn lẹ. Chính vì vậy mà cuối cùng mình đã nhận được visa. Mình thực sự rất là biết ơn QTS đã đồng hành và luôn giúp đỡ mình trong suốt quá trình làm hồ sơ này. Cảm nhận đầu tiên của mình thì chắc là mệt vì lúc đó mình phải quá cảnh ở Sydney 18 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy mà sau khi qua Gold Coast thì mình cực kỳ đuối. Sau đó thì được nhận được sự hỗ trợ của trường đưa mình tới chỗ ở. Thì trong suốt quá trình trong suốt chuyến đi thì thấy được cảnh quan của Gold Coast, cho nên việc cảm giác mệt mỏi của mình cũng cũng đã vơi đi nhiều. Tiếp theo thì đó chính là cách sinh hoạt và lối sống ở bên đây thì như là khác hoàn toàn với Việt Nam. Lúc đầu thì mình cũng rất là bỡ ngỡ. Có một lần là chị chủ trọ đưa mình đi tham quan Gold Coast cũng như là hướng dẫn mình làm thẻ xe để mà di chuyển bằng phương tiện công cộng ở Gold Coast. Thì sau khi nhận được thẻ thì chị hướng dẫn mình cách đi đi cách đi tram, nhưng mà sau đó thì chị hướng dẫn mình xong nhưng mà chị không đi cùng, chị đẩy mình vô chiếc xe tram, cho nên mình cực kỳ lo lắng và sợ hãi vì lúc đó mình không biết xe tram đi làm sao và cách đi như thế nào để tới tới bến. Sau đó thì mình hỏi cái bạn kế bên, thì bạn giúp đỡ mình sau giúp đỡ mình về cách đi di chuyển xe tram. Tuy nhiên thì việc đi du học là một việc vô cùng khó khăn, cho nên mình hy vọng các bạn có thể vững tin vào mục tiêu của mình và cố gắng phấn đấu vì nó. Và các bạn đừng quá lo lắng, hãy biến việc đi học này trở thành một trải nghiệm của các bạn. Mình tin rằng nó là sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Hơn thế nữa, việc du học khó khăn, cùng với đó thì việc làm hồ sơ cũng vô cùng gian nan. Cho nên các bạn cần tìm một nơi hỗ trợ du học uy tín và tận tâm như là QTS sẽ là một người bạn đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình làm hồ sơ cũng như là thực hiện hóa giấc mơ đi du học của các bạn.